Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay, được gửi tới bạn bởi chúng tôi. Mây tận thế xuất hiện ở Canada. Đây có thể là lần cuối cùng nhìn thấy chúng. Trên bầu trời ở Canada mới đây có những đám mây rất lạ, trông vô cùng giống một bức tranh nổi tiếng của danh họa Van Gogh. Chúng được gọi là mây tận thế. Và tại sao các nhà khoa học nói rằng rất có thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy chúng? Ngay cả những người không am hiểu hội họa có thể cũng biết đến bức tranh Đêm đầy sao của danh họa Vincent Van Gogh vì bức tranh đó cực kỳ nổi tiếng. Xem tranh này trên mạng thì dễ, nhưng không phải ai cũng có điều kiện được nhìn tận mắt tác phẩm này ngoài đời thực. Tuy nhiên mới đây, người dân Ottawa, Canada lại như được chiêm ngưỡng phiên bản thật của tác phẩm đó. Đó là vì vào buổi sáng, bỗng nhiên bầu trời ở đây có mây rất lạ, trông rất giống bức tranh nói trên. Trong những hình ảnh được chụp ở Ottawa, bầu trời được phủ kín bởi màn mây xám nhấp nhô như sóng cuộn. Ánh sáng len lỏi qua một số điểm trên bầu trời đầy mây, tạo ra sự tương phản rõ rệt giữa màu xám và màu trắng. Và thế là bầu trời trông như một bức tranh đen trắng lạ mắt. Hình ảnh mây này nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Netizen viết, họ chưa bao giờ nhìn thấy mây như vậy và thừa nhận trông bầu trời thực sự giống tác phẩm Đêm đầy sao. Theo trang CBC, đây là mây Asperitas hay mây tận thế mới được công nhận bởi Atlas Mây Quốc tế năm 2017. Chúng trông khá tăm tối và đáng sợ, nhưng thực ra không liên quan đến tận thế. Các nhà khí tượng học cũng chưa hiểu hoàn toàn về sự hình thành của kiểu mây này. Họ chỉ cho rằng mây Asperitas có thể sẽ xuất hiện trước hoặc sau cơn dông, nhưng có khi cũng chẳng có cơn dông nào đi kèm chúng cả. Các chuyên gia khí tượng nói, mây tận thế được coi là kiểu mây hiếm nhất trên trái đất, nên đây có thể là lần đầu tiên và là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy chúng. Ngoài ra, bình thường mây tận thế trông chỉ như những gợn sóng màu xám, tình cờ lần này mây lại cuộn đều và có ánh sáng len lỏi rất lạ, tạo ra hình ảnh gốc rất giống bức tranh của Van Gogh, nên có thể nói đây là hiện tượng cả đời chỉ thấy một lần. Trước đó, một nhiếp ảnh gia tự do người Canada chớp được khoảnh khắc tia sét xé toạc đám mây trong bão trên bầu trời bang Nebraska, Mỹ hôm 21 tháng 8. Theo nhiếp ảnh gia người Canada tên Walisa, hiện tượng lạ xuất hiện trên một trận bão lớn và cô đã may mắn chụp lại được khoảnh khắc tự nhiên có 102 này. Walisa nói, một trận bão lớn di chuyển với tốc độ 270 km/h mang theo tia sét đánh xuyên đám mây đen, tạo thành lốc xoáy nhìn giống như một vật thể lạ. Dự báo khả năng hình thành siêu bão trong thời gian tới. Siêu bão Helene và siêu bão Milton tàn phá nhiều khu vực ở phía đông Nam Mỹ đã mở đầu cho một giai đoạn bão nhiệt đới đặc biệt bận rộn. Mùa bão Đại Tây Dương bắt đầu một cách đáng ngại. Vào ngày 2 tháng 7, bão Berin đã trở thành siêu bão cấp 5 sớm nhất hình thành ở Đại Tây Dương theo các ghi chép từ năm 1920. Nhiệt độ Đại Tây Dương ấm bất thường kết hợp với sự thay đổi trong các kiểu thời tiết khu vực được cho là tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành bão. Trên khắp vùng phát triển chính của bão, một khu vực trải dài từ bờ biển phía Tây Châu Phi đến Caribe, nhiệt độ bề mặt cao hơn khoảng 1 độ C so với mức trung bình năm 1991 đến 2020, theo phân tích của BBC về dữ liệu từ cơ quan khí hậu châu Âu. Nhiệt độ Đại Tây Dương đã cao hơn trong thập kỷ qua, chủ yếu là do biến đổi khí hậu và mô hình thời tiết tự nhiên được gọi là dao động đa thập kỷ Đại Tây Dương. Bắt đầu từ siêu bão Helene, 6 cơn bão nhiệt đới Đại Tây Dương đã hình thành liên tiếp, được thúc đẩy bởi vùng nước rất ấm và giờ đây là điều kiện khí quyển thuận lợi hơn. Những cơn bão này mạnh lên với 5 cơn trở thành bão cuồng phong. 4 trong số 5 cơn bão này đã trải qua cái gọi là tăng cường nhanh. Trong đó, sức gió tối đa tăng ít nhất 56 km/h trong 24 giờ. Dữ liệu lịch sử cho thấy, trung bình chỉ có khoảng 1 trong 4 cơn bão tăng cường nhanh. Tăng cường nhanh có thể đặc biệt nguy hiểm vì sức gió tăng này có thể khiến cộng đồng có ít thời gian hơn để chuẩn bị. Bão Milton mạnh hơn 144 km/h trong 24 giờ và là một trong những cơn bão tăng cấp nhanh nhất từng được ghi nhận. Theo phân tích dữ liệu của BBC từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NSC, các nhà khoa học tại World Weather Attribution phát hiện ra rằng gió và mưa từ cả siêu bão Helene và siêu bão Milton đều trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu. Một điều mà mùa bão này minh họa rõ ràng là tác động của biến đổi khí hậu đã hiện diện ngay bây giờ.
Andra Garner từ Đại học Rowan ở Mỹ giải thích. Về phần còn lại của mùa bão 2024 ở Đại Tây Dương kéo dài từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 11, nhiệt độ bề mặt biển cao vẫn thuận lợi cho các cơn bão tiếp theo tăng cấp thành siêu bão. Cũng có khả năng La Nina xuất hiện ở Thái Bình Dương. Hình thái thời tiết thường thúc đẩy sự hình thành bão Đại Tây Dương vì nó ảnh hưởng đến các kiểu gió. Nhưng các cơn bão tiếp theo sẽ còn phụ thuộc vào các điều kiện khí quyển khác, vốn không dễ dự đoán. Dù thế nào đi nữa, mùa bão Đại Tây Dương năm nay đã nêu bật thực trạng nước biển ấm do biến đổi khí hậu đang làm tăng khả năng xảy ra các siêu bão mạnh nhất. Và điều này dự kiến sẽ tiếp tục khi thế giới ấm lên hơn nữa, theo Kevin Chambers, học giả tại Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Mỹ. ChatGPT dự đoán kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Trong ngày 11 tháng 10, tạp chí Newsweek đã đăng tải nhận định về cuộc chạy đua tới Nhà Trắng giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris do ChatGPT đưa ra. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới sẽ rất xích sao, rất khó để đưa ra dự đoán chắc chắn về người thắng cuộc, ChatGPT trả lời. Công cụ AI này sau đó đã chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của cả hai ứng cử viên. Với bà Harris, ưu điểm của ứng cử viên đảng Dân Chủ là kinh nghiệm lãnh đạo, quan điểm tiến bộ, khả năng thu hút đa dạng cử tri và kỹ năng vận động tranh cử. Tuy vậy, công nghệ AI cho rằng bà Harris đang gặp khó khăn bởi chính sách kém hiệu quả, hình ảnh gây chia rẽ và sự thiếu nhiệt tình. Bà Harris là nữ phó tổng thống da màu và gốc Nam Á đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Đây là lợi thế giúp bà ấy thu hút thêm nhiều nhóm cử tri. Tuy vậy, bà Harris vẫn chưa từng chứng minh được khả năng với toàn bộ cử tri Dân Chủ, đặc biệt là nhóm cử tri trung dung và lớn tuổi, vốn không thực sự ưa thích các chính sách đổi mới, ChatGPT nhận xét. Về phía ông Trump, ChatGPT đánh giá cựu Tổng thống là người có nền tảng vững vàng, khả năng truyền tải thông điệp mạnh mẽ, có chiến lược rõ ràng và sở hữu thành tựu kinh tế đáng nể. Tuy nhiên, ông Trump cũng gặp vấn đề về hình ảnh phân cực trong mắt người dân Mỹ và các rắc rối pháp lý. Ông Trump là nhân vật có sức hút truyền thông, nhưng cá tính và những phát ngôn gây tranh cãi liên tục có thể làm một số cử tri mệt mỏi, ChatGPT cho biết. Ngoài thông tin về hai ứng viên, công nghệ AI cũng đưa ra dự đoán và kết quả bỏ phiếu ở các bang chiến trường. Cụ thể, ChatGPT cho rằng ông Trump sẽ thắng ở bang Arizona và Bắc Carolina, bà Harris sẽ thắng ở Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Ở một diễn biến khác, ông Putin tuyên bố đanh thép sẽ không chúc mừng người thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Theo RT, trong một cuộc phỏng vấn diễn ra vào ngày 11 tháng 10, ông Peskov nói, ai thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng không quan trọng. Trả lời cho câu hỏi liệu Tổng thống Putin có chúc mừng người chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ sau khi kết quả được công bố hay không, ông Peskov cho hay, tôi cho là không, sau cùng thì Mỹ là một nước cực kỳ không thân thiện. Thuật ngữ quốc gia không thân thiện đề cập tới các quốc gia mà Moscow cho là đã hành động thù địch, chống lại Nga và người dân nước này. Mỹ, Anh và các quốc gia Liên minh châu Âu EU nằm trong danh sách, cùng với một số quốc gia khác. Quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ đã lao dốc vào năm 2022, khi Washington và các đồng minh áp đặt một loạt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Moscow sau khi xung đột Ukraine leo thang. Hơn nữa, Nhà Trắng đã cung cấp cho Kiev viện trợ kinh tế và quân sự đáng kể. Các quan chức Nga đã lên án động thái của Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington đóng vai trò trực tiếp trong các cuộc giao tranh. Ông Peskov trước đó đã nói rằng quan hệ Nga-Mỹ đã xuống mức thấp kỷ lục trong nhiệm kỳ của Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden. Ông nói thêm rằng không có triển vọng nào cho sự cải thiện. Tổng thống Putin đã chúc mừng ông Donald Trump và ông Joe Biden sau khi các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và 2020 kết thúc.